chào các bạn. Tôi là Vượng, hiện đang bán dự án VCT ở Tây Mỗ. Tôi đang có mặt tại dự án để quay tiến độ dự án VCT. Phía xa là trường cấp 2 ở Tây Mỗ, đang nằm trong cái đại dự án. Sau này thì con em chúng ta có thể học ở Vinh Bin hoặc là tại đó. Nếu anh chị mà quan tâm đến dự án VCT Tây Mỗ thì có thể liên hệ với tôi để được nhận các thông tin về dự án cũng như bảng giá, và cũng có thể đăng ký để tham quan các căn hộ mẫu của dự án. Bây giờ tôi sẽ dừng chân tại cổng trường cấp 2 ở Tây Mỗ để quay video tiến độ dự án ở quanh đây. Có thể thấy trên khắp diện tích rất rộng 280 hecta đều có các công nhân máy móc và đang thi công. Vậy nên các bạn đã mua, sắp mua thì có thể yên tâm về cái tiến độ của dự án.